Hợp vía thần tài, tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, số mệnh giàu sang, may mắn gấp bội, làm đâu chúng đó, cứ ung dung hưởng hết lộc trời cho, đúng tháng 6 âm lịch 2024, giàu vượt mặt cả đại gia. Minh Đường Tử Vi hoan hỉ gửi lời chào tới quý khán giả đang theo dõi video luận giải vận mệnh mới về tử vi 12 con giáp. Lời đầu tiên thay mặt cho những người làm chương trình, xin kính chúc quý khán giả luôn may mắn, mạnh khỏe và thành công trong cuộc sống. Chúc quý khán giả tháng mới luôn gặp vạn sự lành, phú quý bình an. Quý bản mệnh tuổi Mậu Thân thân mến, có lẽ ai trong chúng ta cũng đều mong muốn có được cuộc sống an nhàn, vô lo, vô nghĩ, gia đạo hòa thuận, con cái thành đạt phải không nào? Nhưng thế sự khó lường. Khi bước sang tuổi Xế Chiều, nhiều người vẫn phải ngày đêm cặm cụi kiếm tiền, đầu tắt mặt tối lo miếng cơm manh áo, mỗi người mỗi hoàn cảnh, người thì gia đạo lục đục, bất hòa, con cái ngỗ nghịch, khó dạy bảo, bản thân bất lực mà không biết phải chia sẻ với ai, gần 60 tuổi đầu vẫn phải đi nhặt nhạnh kiếm vài đồng bạc lẻ tồn tại qua ngày, nghĩ thật cay đắng, thật xót thương cho thân phận này. Tử vi học cũng nói rằng, trong số 12 con giáp thì mỗi người đều có những vận số khác nhau và tùy vào từng quãng thời gian khác nhau trong cuộc đời, mà có thể gặp được những phúc họa trời ban mà chúng ta không thể lường trước được. Tuy nhiên, theo các chuyên gia phong thủy, dựa vào việc phân tích các cung mệnh, cũng như lá số tử vi của các con giáp trong vòng trường sinh và vòng vận thập bát cục, chúng ta có thể phần nào đoán được về vận mệnh của các con giáp trong tương lai gần. Và tin vui là trong tháng 6 âm lịch 2024 này, con giáp tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 sẽ song hỷ lâm môn, trước có thần tài đem phú quý, sau có quý nhân chỉ đường cho sự nghiệp hanh thông, gia đạo êm ấm. Để nắm rõ vận mệnh của mình trong tháng 6 âm lịch 2024, thì xin mời quý khán giả hãy cùng kênh Minh Đường Tử Vi đi tìm hiểu chi tiết trong video ngay sau đây nhé! Quý khán giả thân mến, một số bản mệnh có cái may mắn được nhàn tản mà có thành quả, số khác kém may mắn hơn phải trải qua vất vả thì mới có được thành công. Còn riêng Mậu Thân, cái bản mệnh vào đời sớm hơn những tuổi khác một vài bước, bản mệnh luôn phải trải qua những trận chiến cam go mới có thể có được phần thưởng, luôn phải trải đủ ngược xuôi, bôn ba, vất vả mới có được điều mà bản mệnh mong muốn, gọi họ là chiến binh hay tướng lĩnh hay những như người mở đường, người can trường gì đó. Cũng không thể thay đổi cái bản chất cuộc đời, họ luôn cần máu, mồ hôi, nước mắt, nhiệt huyết và sự quả cảm để kinh qua từng đoạn lên xuống của cuộc đời. Lẽ dĩ nhiên, cái điều may mắn là ở chỗ trời không bắt cá phải bay, cũng không bắt chim phải bơi lội, nên cái khó của Mậu Thân luôn nằm trong khả năng mà bản mệnh có thể xử lý. Chỉ là lắm lúc ngẫm lại thấy cứ ở yên một chỗ thì có khi bớt chuyện, không thay đổi công việc hay chạy theo những ý tưởng xung quanh thì có khi lại giảm thiểu những mệt mỏi vận xoay. Cuộc đời của một Mậu Thân sẽ như diễn biến của một nhân vật chính trong truyện, ít có chương của sự nghỉ ngơi, lúc nào cũng có sự kiện xảy ra cần dày công xử lý. Và cuộc đời như thế sẽ tiếp tục tiếp diễn ra trong năm 2024 này. Đổi lại, phần thưởng cũng tương xứng với những trở ngại mà họ phải vượt qua. Hiện đang trong đoạn đầu hậu vận của Mậu Thân, và Mậu Thân là số ít bản mệnh có cái đỉnh nhân sinh sớm ngay trong cái tiền trung vận này. Tương lai năm 2026 có thể coi là năm của sự an yên, khi hoài bão, ước mơ, tham vọng, gia đình, cuộc sống, thu nhập chủ động, thu nhập thụ động của Mậu Thân đều đạt đến một độ chín. Nếu chỉ biết cho một mình bản thân 2026, Mậu Thân có thể nghỉ hưu được rồi, đi ngắm nghía đất trời, hưởng thụ thiên nhiên hay sự an tĩnh tách biệt khỏi đám đông bon chen ồn ào. Dĩ nhiên Mậu Thân lắm khi phải như cái áo giáp mà bảo vệ những người thân yêu, mà chăm lo những gì thân thuộc, nên khó lắm để Mậu Thân có thể chỉ biết đến bản thân. Vậy nên 2026 có thể coi là một năm đỉnh cao gần kề để họ đáp ứng được đủ sự yêu cầu cần thiết, mà bớt đi những lo toan trong cuộc đời. Và cánh cửa mở ra cái đỉnh nhân sinh trong 2026 đấy sẽ bắt đầu mở ra từ 2024 giáp thìn này. Sự thuận may của bản mệnh ban đầu chỉ chớm nở như một hạt mầm nhỏ bé, sau đó lớn dần lên từ tháng 6 âm lịch của 2024, xuyên suốt đến tháng 1 âm lịch của 2025 và đạt đến đỉnh rực rỡ ở năm 2026. Vậy nên, nếu bản mệnh đang gặp khó khăn, hoặc xã tâm tư đang mỏi mệt, hoặc thấy cuộc đời đang trắc trở vận xoay, thì hãy cứ hiểu trước, khi bão lặng mây tan, thương trời sẽ mưa to, gió động dữ dội một lần cuối. Trước khi chuyển vận sang may, thì chút tàn dư, xui xẻo sẽ cố gắng kích hoạt vận hành, nên cứ làm như bao năm nay, bản mệnh vẫn làm mỗi lúc khó khăn. Hãy cứ chiến đi, cặm cụi mà làm, chăm chỉ mà cố gắng, làm hết những gì có thể trong khả năng của bản thân, mệt nhoài đến mức quên cả thời gian, mà cười chê vẫn thế, bản thân may rủi. Sau đó từ từ đợi khai vận đỏ dần ở thời điểm tháng 6 âm lịch, một số cho đến rất nhiều tàn dư quá khứ của Mậu Thân sẽ dần được giải quyết trong thời gian này.
Nó có thể là nợ xấu, có thể là những khoản vay mượn, có thể là những hợp đồng mua bán hoặc những kế hoạch, dự định dang dở mà Mậu Thân từng tham gia. Những kết quả không như ý, tất cả sẽ được giải quyết dần. Nên không cần phải bần thần mà tiếc nuối, nhiều khi tập trung vào hiện tại và những gì có thể làm trước mắt mới là điều Mậu Thân cần phải làm. Là một trong số bản mệnh đứng ở trong khu vực của sự cô độc, nên tuy hòa đồng nhưng Mậu Thân sẽ luôn có một góc trống trải, cô đơn, không ai hiểu thấu. Hòa đồng tức họ không chê bai ai, ít phán xét ai, cũng tham gia hội nhóm hay các hoạt động xã hội, cũng có bạn bè, cũng có người yêu, cũng có người thương, thậm chí là vợ chồng. Những cái góc trống trải có từ 2016 đấy đến giờ sẽ mãi luôn tồn tại, sẽ mãi khiến Mậu Thân không có được đủ sự sẻ chia mà bản thân bản mệnh mong muốn. Vậy nên, cứ kệ nó, chấp nhận nó, coi nó là một phần không thể thiếu của bản ngã và tập trung vào công việc trong cái đoạn này. Vì đường Mậu Thân đi bao năm toàn tự lực tự cường, thì 2024, 2025 đến 2026, khi thời hay vận lại may, bản mệnh cần tranh thủ mà vững mạnh nền tảng của cuộc đời mình. Mậu Thân à, người đời không ai bắt buộc phải thích ta, cũng không cần phải yêu thương ta, họ cũng sẽ không ủng hộ, không động viên hay vỗ về an ủi ta đâu. Nhưng mỗi sáng khi thức dậy nhìn vào trong gương, bản mệnh nên yêu thương lấy chính hình ảnh được phản chiếu trong đấy, vì ngoài bản mệnh ra, sẽ không ai yêu thương lấy chính bản mệnh cả, không ai ủng hộ, động viên, thấu hiểu, quan tâm bản mệnh bằng chính bản thân bản mệnh cả. Những năm qua, bản mệnh đã làm rất tốt rồi, vậy nên hãy cảm thấy tự hào về điều đó. Dù nắng hay mưa, dù thăng hay trầm, dù thuận hay nghịch, bản mệnh cũng đã tự mình lèo lái con thuyền cuộc đời qua những cửa gian truân. Vậy nên cái vận may thời hay trong 2024 đến 2026 là cái mà bản mệnh xứng đáng được hưởng. Cứ tiếp tục đi, cứ kiên trì đi, cứ làm tốt đi, rồi một sớm mai quay đầu nhìn lại, bản mệnh sẽ thấy mọi thứ đã được chuyển cảnh, được Mậu Thân thăng hoa. Không có nhiều điều để kênh Minh Đường Tử Vi nhắn nhủ tới Mậu Thân, vì thực ra sự cô độc, sự trắc trở đã rèn tâm luyện tính cho bản mệnh ở mức vẹn toàn trong cái đoạn này rồi. Tất cả những gì bản mệnh đã trải nghiệm, làm nên con người bản mệnh, tất cả những gì đã xảy ra là vì nó cần phải xảy ra. Nó xảy ra để chuẩn bị cho những điều tinh kỳ mỹ hảo mà Mậu Thân xứng đáng được hưởng sau bao cống hiến của bản thân mình, nên không cần nghĩ ngợi nhiều. Cũng chẳng phải lo ngại lắm, cứ nhẹ nhàng mà tận hưởng cái đoạn dịu dàng của thời thế, an hòa của vận may và làm liền tay những gì bản mệnh mong mỏi nhé. Sau đây là tổng quan vận trình tử vi trong tháng 6 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Tháng 6 âm lịch bắt đầu từ ngày mùng 6 tháng 7 năm 2024, kết thúc vào ngày mùng 3 tháng 8 năm 2024 dương lịch, can chi là tháng Tân Mùi năm Giáp Thìn, có thiên can là Tân Kim, địa chi Mùi Thổ, đặc trưng tháng là thiên khắc địa hình nhân khí vượng mưu, sự thành bại tại nhân. Tử vi tháng 6 âm lịch 2024 của 12 con giáp nhận thấy, đế vượng xuất hiện là điềm báo tử vi vô cùng tốt lành cho bản mệnh. Trong tháng mới nhiều dấu hiệu tích cực xuất hiện, tuổi Mậu Thân làm gì cũng dễ đạt được thành tích vẻ vang, sự nghiệp vô cùng lý tưởng, những kế hoạch được xây dựng từ tháng trước sẽ bắt đầu có những kết quả đáng kể. Con giáp này cũng luôn giữ được tỉnh táo và sẵn sàng đối mặt với những rắc rối xảy đến, vì thế, bạn luôn tạo được lòng tin trong mắt mọi người một cách tuyệt đối. Tháng 6 âm lịch này, bản mệnh có thể sẽ được đề bạt, tôn vinh như mong đợi từ lâu. Con giáp này cũng đang có lộc làm ăn, tài vận dồi dào và tiết kiệm được nhiều tiền của, con đường kiếm tiền ngày càng rộng mở. Các nguồn thu nhập đều có xu hướng gia tăng đáng kể, không quá phụ thuộc vào thu nhập chính. Nếu bạn đang có dự định đầu tư, mở rộng kinh doanh, thì đây là thời điểm thích hợp với bản mệnh. Về phương diện tình cảm, mọi thứ đều đang diễn ra hết sức hài hòa, hạnh phúc đong đầy, người độc thân có những trải nghiệm tình yêu thú vị. Có thể gặp được ý chung nhân mà mình tìm kiếm từ lâu, trong khi đó, những người đã có đôi có cặp thì vẫn rạc rào gắn kết. Tình hình sức khỏe tuổi Mậu Thân trong tháng Tân Mùi này duy trì ở mức ổn định, các tình trạng khó chịu trước đó đa phần đều đã giảm đáng kể. Người mắc bệnh cũng có khả năng phục hồi nhanh chóng, ngoài yếu tố dinh dưỡng, con giáp này nên chú trọng luyện tập thể thao để nâng cao sức đề kháng. Tiếp theo chương trình sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 6 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh, sự nghiệp của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 6 âm lịch. Theo tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp cho thấy, đây là một tháng sự nghiệp của tuổi Mậu Thân đánh dấu nhiều bước phát triển mới. Bản mệnh làm gì cũng dễ đạt được thành tích vẻ vang, nhờ nguyệt lệnh lâm đế vượng mang tới điềm báo về sự thịnh vượng cho quan lộ, công danh sự nghiệp, sự nỗ lực,
Phấn đấu hết mình của bản mệnh trong suốt thời gian dài vừa qua đã được đền đáp xứng đáng, bạn có thể tự hào vì điều đó. Bản thân con giáp này thông minh tháo vát, học một biết mười, nhanh chóng nắm bắt và làm chủ tình huống, bởi thế cho nên không gì có thể gây khó dễ cho bạn. Những kế hoạch được xây dựng từ tháng trước sẽ bắt đầu có những kết quả đáng kể, dù là việc lớn hay nhỏ, chỉ cần bạn hạ quyết tâm và theo đuổi tới cùng, sẽ gặt hái thành quả tốt đẹp. Đã đến lúc bạn cần chứng minh năng lực của bản thân mình với cấp trên và mọi người xung quanh. Hơn nữa, khi bạn đối mặt với một số trở ngại cũng sẽ có quý nhân giúp đỡ và gợi ý cho hướng đi đúng đắn. Những ai thực sự có chí tiến thủ và tầm nhìn xa trông rộng sẽ dễ dàng nắm bắt cơ hội, biến ước mơ trở thành hiện thực, tiến băng băng trong sự ngưỡng mộ của bao người. Bên cạnh đế vượng, bản mệnh lại được thiên vũ cát tinh hết lòng tá, sức mạnh tăng lên gấp bội, hai cát tinh như hai trợ thủ đắc lực, giúp tuổi Mậu Thân thêm bay cao. Bay xa trong sự nghiệp, con giáp này cũng luôn giữ được tỉnh táo và sẵn sàng đối mặt với những rắc rối xảy đến. Vì thế, bạn luôn tạo được lòng tin trong mắt mọi người một cách tuyệt đối. Tháng này, bạn có thể sẽ được đề bạt, tôn vinh như mong đợi từ lâu. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 6 âm lịch. Căn cứ tử vi tháng 6 âm lịch của 12 con giáp nhận thấy rằng, phương diện tài lộc của con giáp này cũng đang có lộc làm ăn, tài vận dồi dào và tiết kiệm được nhiều tiền của. Nhờ có được nguyệt lệnh chống lưng nên con đường kiếm tiền ngày càng rộng mở, các nguồn thu nhập đều có xu hướng gia tăng đáng kể, không quá phụ thuộc vào thu nhập chính. Nếu bạn đang có dự định đầu tư, mở rộng kinh doanh thì đây là thời điểm thích hợp với bản mệnh, hãy mạnh dạn mở rộng quy mô kinh doanh để tiền bạc trong túi tiếp tục sinh sôi nảy nở. Điều đó chứng tỏ sự điều chỉnh, chuyển hướng kinh doanh cũng như các chiến lược quảng cáo của bạn đang đi đúng hướng, hãy kiên trì theo đuổi, giữ vững niềm tin, con đường làm giàu càng thêm thuận lợi. Tuy nhiên, sự xuất hiện của kiếp tài cũng nhắc nhở bản mệnh đừng nên mạo hiểm, cần phải dựa trên điều kiện thực tế, nếu không muốn tiền mất tật mang nhé. Ngoài ra bạn cũng phải luôn ghi nhớ, chọn bạn mà chơi, chọn lựa đối tác làm ăn kỹ càng, đề phòng bắt tay nhầm với những kẻ lừa lọc thiếu uy tín, các khoản chi phí phát sinh trong tháng cũng khá nhiều, nhất là về cuối tháng, hãy lên kế hoạch, càng cụ thể chi tiết cho chi tiêu tài chính càng tốt, nó giúp bạn vừa tiết kiệm chi phí thời gian mà lại không phải quay cuồng nghĩ ngợi. Xét về phương diện tình duyên, gia đạo của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 6 âm lịch. Xem tử vi tháng 6 âm lịch về chuyện tình cảm, mọi thứ đều đang diễn ra hết sức hài hòa, hạnh phúc đong đầy với người tuổi Mậu Thân. Bách Việt đào hoa trợ mệnh nên đào hoa cực vượng, người độc thân có những trải nghiệm tình yêu thú vị, có thể gặp được ý trung nhân mà mình tìm kiếm từ lâu. Dường như những phân vân, lưỡng lự trước đó đã hoàn toàn tan biến và bản mệnh nhận ra được trái tim của mình thực sự hướng về ai. Trong khi đó, những người đã có đôi có cặp thì vẫn dạt dào gắn kết, người ấy luôn yêu và hiểu bạn, nên bạn lúc nào cũng cảm thấy mình là người hạnh phúc vô bờ bến. Gia đình tuổi Mậu Thân hài hòa, hạnh phúc, mâu thuẫn không còn nữa, khoảng cách thế hệ cũng không gây ra xung đột nào quá lớn. Sau những sóng gió xảy ra trước đó, thì con giáp này đã biết quý trọng những gì mình đang có, bản mệnh hiểu được rằng, người thân là những người duy nhất ở lại bên mình khi có bão tố ập tới. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 6 âm lịch. Căn cứ tử vi cho thấy, tình hình sức khỏe của tuổi Mậu Thân đang duy trì ở mức ổn định, các tình trạng khó chịu trước đó đa phần đều đã giảm đáng kể. Người mắc bệnh cũng có khả năng phục hồi nhanh chóng, tuy nhiên khó tránh khỏi tình trạng mệt mỏi, uể oải do thời gian làm việc quá dài. Nếu bản mệnh biết cân bằng thời gian cho công việc và nghỉ ngơi, thì tình trạng này sẽ nhanh chóng được cải thiện. Ngoài yếu tố dinh dưỡng, con giáp này nên chú trọng luyện tập thể thao, đặc biệt là dân văn phòng hay phải ngồi lâu, ít vận động, nguy cơ mắc các bệnh về xương khớp cao thì càng phải sinh hoạt khoa học hơn. Sau đây là phần cẩm nang vượn vận cho con giáp tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 trong tháng 6 âm lịch 2024. Khẩu quyết tháng 6 âm lịch này, nếu bản mệnh hạ quyết tâm và theo đuổi mọi mục tiêu tới cùng, thì sẽ gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp vượt ngoài sự mong đợi. Quý nhân của bản mệnh là tuổi Thìn và tuổi Mùi. Tiểu nhân là tuổi Sửu và tuổi Mùi. Màu sắc may mắn là màu hồng và màu nâu. Quý khán giả thân mến, tiếp theo sau đây là vận trình tử vi chi tiết từng tuần trong tháng 6 âm lịch 2024 của người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Tử vi tuần 1 tháng 6 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Tuần này là một tuần khá bình yên đối với người tuổi Mậu Thân trên phương diện sự nghiệp, bạn tìm được cơ hội khẳng định bản thân.
nên được cấp trên và đồng nghiệp đánh giá cao. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là bạn không nên quá kiêu ngạo vì những gì mình vừa gặt hái được. Phương diện tài chính khá rực rỡ, vào thời điểm cuối tuần có lẽ là những thành tích bạn gặt hái được đã giúp bạn nhận được một khoản tiền thưởng nóng kha khá. Bạn có thể tự thưởng cho mình một món quà nào đó để khích lệ tinh thần. Trong chuyện tình cảm, sao Bách Việt chủ đào hoa cho thấy bản mệnh vốn có những nét hấp dẫn rất riêng, xung quanh không thiếu người săn đón. Tuy nhiên, không phải ai nói lời bùi tai cũng đáng tin cậy, bạn cần cân nhắc kỹ hơn trước khi đến với một người nào đó. Với người đã có đôi có cặp, nếu đôi bên có mâu thuẫn, quan điểm gì với nhau thì nên bình tĩnh trao đổi, chớ nên chuyện bé xé ra to, khiến bầu khí trong gia đình căng thẳng, thậm chí có thể khiến đôi bên tổn thương. Tử vi tuần 2 tháng 6 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Theo tử vi tuần mới của 12 con giáp nhận thấy, tuổi Mậu Thân có một tuần khá sáng lạn, nhờ có thiên đức cát tinh phù trợ, nên con đường công danh, sự nghiệp của con giáp này đi lên trông thấy hơn cả mong đợi và đường tiền bạc cũng phát đạt không kém. Những người làm kinh doanh hoặc các công việc liên quan đến kinh doanh phải chăm sóc khách thật tốt, thân thiện, ân cần, vì chỉ cần bạn có thái độ tốt, khách hàng sẽ sẵn sàng chi rất nhiều tiền cho bạn. Người làm công ăn lương có thể phát huy hết khả năng của mình, đồng thời bạn cũng sẽ nhận được sự hỗ trợ từ mọi phía, khiến bạn càng trở nên mạnh mẽ hơn để giật giải thưởng tháng. Tử vi nhắc nhở bản mệnh, khi đi xe đạp hoặc lái ô tô trong tháng này, bạn nên cố gắng tránh lái xe trong những con hẻm ngoằn ngoèo. Nhớ giảm tốc độ và không đi quá nhanh, nếu không sẽ dễ gặp tai nạn và mất tiền. Tuy nhiên, may mắn cho Mậu Thân là tiền đi rồi sẽ về, bạn chớ lo nghĩ nhiều, bạn giỏi kiếm tiền và đầu tư khôn ngoan, giỏi xoay việc nên mọi đồng tiền bạn bỏ ra vô cùng đúng đắn và sáng suốt. Cuối tuần là thời điểm mà đường tình cảm của con giáp này vượng nhất, nhờ tam hội cục nâng đỡ, trong khoảng thời gian này, xung quanh bạn sẽ có rất nhiều người cần sự giúp đỡ, họ có thể là người thân, bạn bè hoặc đối tác trong công việc. Họ sẽ tìm đến bạn để được giúp đỡ và hy vọng rằng bạn sẽ giúp họ. Hãy chân thành và là một người cao thượng đối với người khác. Những nỗ lực của bạn sẽ không bao giờ vô ích. Tử vi tuần 3 tháng 6 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Tử vi cát tinh giúp tuổi Mậu Thân phấn khởi và may mắn hơn hẳn trong tuần mới. Bản mệnh có thể làm được nhiều việc nằm ngoài dự đoán của bản thân trước đó. Tuần này đối với bạn mà nói thực sự rất thú vị. Mậu Thân có thể phải đối mặt với việc lựa chọn nhiều dự án khác nhau, thậm chí là vấn đề thuyên chuyển thăng chức. Nhưng xin đừng lo lắng, hãy cứ làm theo cảm xúc của mình bởi vì theo vận may của tháng này, miễn là Mậu Thân sẵn sàng làm việc chăm chỉ và dũng cảm chấp nhận rủi ro, mọi nỗ lực khó khăn của bạn cuối cùng sẽ đơm hoa kết trái. Ngày thứ 5 là ngày vượng tài nhất của tuổi Mậu Thân, nhờ có tam hợp cục chỉ đường. Nếu muốn mua nhà, mua xe hoặc đầu tư thì bạn nên chọn ngày đẹp này, đừng nghe những thông tin không rõ ràng. Miễn là bạn dám bớt lòng tham thì có thể tránh được việc mất tiền. Càng về cuối tuần thì con giáp này càng phải tiêu nhiều tiền, nhưng may mắn là bạn vẫn kiếm đủ tiền để phục vụ cuộc sống cá nhân. Về chuyện tình cảm, với các thành viên trong gia đình hoặc người yêu nếu xảy ra mâu thuẫn, bạn có thể tận dụng tuần này để thể hiện thiện chí, làm lành với đối phương. Với những người còn cô đơn, sẽ có cơ hội gặp được người mình thích, gần gũi và hiểu nhau hơn, có sự phát triển tốt đẹp trong tương lai. Tử vi tuần 4 tháng 6 âm lịch của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Xem tử vi tuần mới của 12 con giáp cho thấy, Mậu Thân gặp sự xuất hiện của Thái Dương Thiên Diệu, nên gặp nhiều thay đổi mới mẻ và đối diện với nhiều vấn đề thú vị. Trong thời gian này, tâm trạng của bạn luôn lạc quan trước mọi nghịch cảnh. Với sự may mắn trong sự nghiệp, nam mệnh tuổi Mậu Thân dễ có cơ hội được quý nhân để ý và bứt phá bất ngờ trong lĩnh vực, những dự án mình đang đảm nhận. Bạn siêng năng, ham học hỏi để tích lũy thêm kiến thức, trí tuệ và biến nó thành sự giàu có. Người tuổi này chưa bao giờ có ý định đầu hàng trước đối thủ. Tính hiếu thắng của tuổi Mậu Thân khá cao, bản mệnh là người thông minh, lanh lợi và có tài ngoại giao, vui tính, nên được thần tài để ý. Lộc lá thường đến tay bạn vào những lúc không ngờ tới nhất. Sự nỗ lực sẽ có kết quả nhưng sẽ khó giành chiến thắng nếu bạn hành động quá chậm. Hãy tận dụng sức mạnh của người khác và bổ sung cho điểm yếu của bản thân, sẽ khiến Mậu Thân kiếm được khoản tiền to. Chuyện tình cảm. Người độc thân sẽ có hôn nhân tốt đẹp, nam mệnh nên năng nổ, nữ mệnh nên dễ tính, không thì dễ bỏ lỡ cơ hội tìm người yêu. Trong tuần này, kén cá chọn canh chỉ khiến bạn thêm lận đận mà thôi. Chỉ cần sống đúng tâm mình, kết bạn với những người có tâm hồn đồng điệu và bớt tính toán với người thân, thì Mậu Thân sẽ thoải mái hơn rất nhiều. Quý khán giả thân mến, các vật phẩm phong thủy không chỉ là những món đồ trang trí, mà còn mang trong mình những ý nghĩa tinh thần sâu sắc.
Chúng được lựa chọn dựa trên nguyên tắc của ngũ hành và sự tương tác của năng lượng trong tự nhiên để tạo ra sự cân bằng và hỗ trợ cho cuộc sống của chúng ta. Mặt khác, vật phẩm phong thủy là những món đồ tinh thần mang lại sự hỗ trợ và động viên trong mọi khía cạnh của cuộc sống, là biểu tượng của niềm tin, hy vọng, luôn đồng hành cùng chúng ta trên hành trình phát triển và thành công. Dưới đây là các vật phẩm phong thủy mà bản mệnh tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 có thể cân nhắc để mang về bình an và giải trừ vận hạn cho bản mệnh, cụ thể như sau. Gậy như ý. Với người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, vật phẩm phong thủy gậy như ý mang ý nghĩa đặc biệt về quyền lãnh đạo, tạo ảnh hưởng và thăng tiến trong cuộc sống. Đặt người có quyền trong nhà hoặc trong môi trường làm việc được coi là cách tăng cường năng lượng liên quan đến lãnh đạo và quản lý. Nếu bạn đang đảm nhận các vị trí quản lý hoặc giám sát công việc, quyền trượng sẽ giúp củng cố vai trò và quyền hạn của bạn. Nó tượng trưng cho sự quyết định mạnh mẽ và khả năng gây ảnh hưởng tích cực đối với những người xung quanh. Sự hiện diện của gậy có thể làm cho ý kiến và quyết định của bạn được tôn trọng và thực hiện theo với ý nghĩa là công cụ phong thủy tốt nhất cho các nhà quản lý và lãnh đạo. Quyền trượng không chỉ mang lại sự uy tín mà còn tạo ra một môi trường tương thích cho sự phát triển và thăng tiến. Khi bạn đặt quyền trượng trong không gian của mình, bạn đang tạo ra một dòng năng lượng tích cực, giúp bạn tận dụng tối đa khả năng lãnh đạo và quản lý của mình. Thuyền buồm. Thuyền buồm có thể biểu thị việc khám phá những cơ hội mới, bước chân vào những thử thách mà cuộc đời đặt ra. Hình ảnh thuyền buồm cùng với chèo thuyền trên biển mênh mông thể hiện sự mạo hiểm và quyết tâm vượt qua sóng gió để đạt được mục tiêu. Tuy nhiên, thuyền buồm cũng nhắc nhở về việc cần có sự cân nhắc và chiến lược trong mọi quyết định. Việc theo dõi hướng gió và điều chỉnh độ dốc thích hợp sẽ giúp đạt được hành trình thành công một cách hiệu quả. Vật phẩm phong thủy thuyền buồm mang đến cho người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968 ý nghĩa về cuộc hành trình đầy mạo hiểm và khám phá, sự dũng cảm, quyết tâm và khả năng thích nghi trong môi trường thay đổi là những phẩm chất quan trọng giúp họ đối mặt với cuộc sống và đạt được thành công. Phật bản mệnh Đại Nhật Như Lai. Với người tuổi Mậu Thân sinh năm 1968, Đại Nhật Như Lai tượng trưng cho tinh thần của Đức Phật chiếu sáng vào lòng chúng sanh, đưa đến giác ngộ và ánh sáng cho cuộc sống. Đại Nhật Như Lai thể hiện tâm hồn thanh khiết và lòng từ bi, khuyến khích người tuổi Mậu Thân phát triển lòng nhân ái và thái độ tốt lành trong tất cả các hoạt động. Hình ảnh của Đại Nhật Như Lai còn đại diện cho sự hiểu biết về thế giới, đời sống, khám phá bản chất sự thật tồn tại và tìm kiếm hướng đi chính xác. Với ý nghĩa cao quý này, Phật bản mệnh Đại Nhật Như Lai phò trợ người tuổi Mậu Thân trong việc thực hành thiền định, rèn luyện tâm hồn và trả lại sự an lạc. Qua hình tượng của Đại Nhật Như Lai, bạn có thể tìm thấy nguồn cảm hứng và sự động viên để áp dụng lòng từ bi và thức tỉnh trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Với tuổi Mậu Thân, cây tài lộc có thể thu lại những cơ hội mới, thuận lợi và phát triển trong sự nghiệp và tài chính. Hình ảnh cây xanh mọc mạnh mẽ, sức sống, thể hiện khả năng phát triển vượt bậc và tạo nên môi trường thịnh vượng. Cây tài lộc cũng có khả năng hút tài lộc và may mắn vào nhà hay nơi làm việc của người tuổi Mậu Thân. Hình ảnh cây xanh và quả trái là biểu tượng của sự sinh khí đầy đủ và thịnh vượng, giúp tạo ra một môi trường tích cực và giàu có. Quý khán giả thân mến, nguyên nhân của đau khổ phát sinh từ ác nghiệp, vì chúng ta đã tạo vô số nghiệp xấu trong quá khứ, nên nhân xấu sẽ tạo thành ác quả. Đó là lý do chúng ta sẽ cảm thấy nhiều đau đớn trong thời gian. Tất cả những nghiệp ác đã tạo trong quá khứ đều do tham sân si tạo ra. Hết thảy đều bắt nguồn từ ba nghiệp thân khẩu ý, cho nên chữ thứ hai trong bốn chữ Đức Phật tặng bạn cũng chính là lời mà Đức Phật dặn các đệ tử phải ghi nhớ trước khi niết bàn, đồng thời cũng là phương pháp có thể giải trừ mọi khổ đau trên thế gian, chính là chữ giới. Quý khán giả thân mến, trên đây là phần luận đoán tử vi chi tiết trong tháng 6 âm lịch 2024 của tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Chương trình xin được tạm dừng tại đây. Chúng tôi luôn có mặt ở đây và đồng hành bên cạnh quý khán giả, chữa lành những tổn thương và vạch ra một tương lai tươi sáng. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong chương trình tiếp theo.